Hôm nay thầy giáo sẽ giới thiệu với học viên có nguyện vọng dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng và viên chức, cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm online hình thức trắc nghiệm .vn với các môn à, thi ở vòng 1, đó là môn kiến thức chung 60 câu 60 phút theo hình thức trắc nghiệm, môn tiếng Anh 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm, môn tin học nếu phải thi 30 câu 30 phút theo hình thức trắc nghiệm chúng ta phải làm được ít nhất 50% số câu trả lời đúng trở lên chúng ta mới qua được cái vòng 1 để, có cơ hội thi vòng 2. Hôm nay thầy giáo nói cái phương pháp học cái môn kiến thức chung à, dành cho công chức viên chức học cơ hội trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm online. Học viên có nhu cầu à, đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn hãy gọi điện với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912 59 56 54 hoặc 094 3078 123 sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Sau đây thầy giáo sẽ minh họa Chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc Hoặc Google Chrome trên máy tính Hoặc trên điện thoại Sau đó chúng ta gõ cái hình thức trách nghiệm .vn Chú ý là .vn Nếu .com thì nó sang cái phần mềm khác của thầy Vậy và các em chú ý phải .vn Sau đó là đối với công chức Ở phía trên viên chức ở phía dưới đó. À, Đây là khá, khá đầy đủ đấy. À, Chúng ta chọn à, muốn vào cái mục nào Chúng ta phải kích chuột vào cái mục đó sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu, ký danh mật khẩu phân biệt, ký tự hoa, ký tự thường. Chúng ta không dùng chung được mỗi, mỗi một học viên là có một mật khẩu, một số mô danh. Cũng giống kỳ thi chính thức diễn ra đấy. Mỗi một học viên là một số mô danh và một mật khẩu. À, nếu cho bạn thì bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm, các em không đăng nhập được. Vì thế các em phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Tại một thời điểm chúng ta chỉ đăng nhập được trên một thiết bị thí dụ các em đang đăng nhập trên máy tính thì chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm trên máy tính thì chúng ta mới đăng nhập trên điện thoại được à, và ngược lại đang đăng nhập trên điện thoại chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm trên điện thoại chúng ta mới đăng nhập trên máy tính được à, các em lưu ý cái điều đó chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, tất nhiên ôn tập trên máy tính sẽ tốt hơn nó nhanh hơn à, đây là một danh mục khá đầy đủ đây để các em dành một ít thời gian để đọc hướng dẫn sử dụng à, chúng ta kéo con trỏ phía dưới chúng ta tìm ở đây một danh mục các thầy chuyên đi dạy cho nên đưa ra một danh mục khá đầy đủ à, Phải nói rằng trên phần mềm à, của thầy Quang là khá đầy đủ Rất tuyệt vời à, Cũng phải nói rằng có những đơn vị đưa ra cái đề cương Là nó có hết trong phần mềm của thầy Có những đơn vị là nó chỉ được 8-90% Như vậy là cũng là khá đầy đủ rồi à, à, Chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới Chúng ta tìm cái file lý thuyết ví dụ như về nghị định 90 Thì chúng ta tìm xuống dưới Ở à, đây à, kéo phía dưới khá nhiều đúng không tuyệt vời đó, không cần phải vào Google nữa đâu trong đây có hết rồi chúng ta kích chuột vào nghị định 90 về của chính phủ về đánh giá xếp chất lượng cán bộ công chức viên chức đây là cái nghị định chung cho cả công chức viên chức cán bộ công chức viên chức thì đối với cán bộ công chức thì học cái phần chung và phần của cán bộ công chức còn đối với viên chức thì học cái phần chung của cả cán bộ công chức viên chức và học cái phần riêng cho viên chức Đấy thì các em chú ý Thì giá cũng đã tích hợp rồi à, Vào phần mềm những cái gì Những cái điều nào liên quan đến công chức à, Thì chúng ta học Còn những cái điều điều gì liên quan đến viên chức thì ta học Nhưng trong đó có cả phần chung Cho cả công chức, viên chức, à, cán bộ Chúng ta kích chuột vào cái mục 40 này Thì chúng ta kích chuột vào máy in Để chúng ta in cái này Cái bản in này ra giấy Thì tốt nhất là có điều kiện thì in ra giấy Còn nếu không chúng ta làm trên máy tính À, chúng ta tra trên máy tính, trên điện thoại thì nó hơi 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 khó khăn hơn. Chúng ta kích chuột vào cái tải xuống như này, này, sau đó chúng ta lưu cái file này vào máy tính. Thế sau đó chúng ta mở cái cái cái, cái file này lên, đây trên máy tính là đã lưu rồi này. Đó, chúng ta thấy chúng ta vừa tải vào nó lưu, chúng ta mở cái file này lên. Đó, thì chúng ta kích chuột vào thì nó sẽ mở cái file này lên. Đó, chúng ta để ý chúng ta mở cái file này, đó, này lên nữa đó. đó. đó sau chúng ta kích chuột vào nút quay lui thì như vậy chúng ta đã có trong tay một cái bản à, in ra giấy hoặc là có một cái file à, bản mềm file lưu trên máy tính rồi chúng ta tìm đến câu hỏi trắc nghiệm về nghị định 90 để chúng ta tìm lên phía trên này đó chúng ta thấy tuyệt vời không rất tuyệt vời chúng ta kích chuột vào cái mục à, học câu hỏi trắc nghiệm nghị định 90 ở đây là cái phần chung à, cho cả cán bộ công chức viên chức thì chúng ta đều phải học cái mục này à, phần chung mà đấy chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta thực hiện cái đề thi Sau chúng ta chọn start là bắt đầu thế này quá trình thi thử quá trình làm bài chúng ta có thể chọn a b c d à, cứ chọn b xong thay đổi sang 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 d rồi thay đổi sang a hết thời gian thì không làm được chúng ta muốn nộp bài sớm chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình bây giờ đang học chúng ta cứ kích chuột ngay vào nốt finish ở tay trái màn hình à, à, các em kéo trong phía dưới chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài nộp bài và kết thúc à, xác nhận một lần nữa để để chúng ta xem phần mềm nó hướng dẫn cho chúng ta học vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết nghĩa là thế nào nếu chúng ta chỉ đọc lý thuyết không thôi thì nó trôi tuột nó rất trừu tượng nhưng mà thông qua học câu hỏi trắc nghiệm mà tình huống đặt ra à, để chúng ta giải quyết câu hỏi đó thì nó rất cụ thể phải căn cứ vào lý thuyết để chúng ta giải cái câu hỏi đó đó để ví dụ chúng ta kích chuột vào cái mục số ô nào đó ô 27 này là câu 27 sau đó chúng ta đọc câu hỏi và các phương án ABC còn khi luyện luyện tốt trên phần mềm rồi kỳ thi chính thức diễn ra thì chúng ta liếc nhanh phương án nào đúng chúng ta chọn luôn còn đang học thì chúng ta nên học theo cái phương pháp để nó phân tích à, theo nghị định 90 À, cán bộ công chức viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, nhớ là chữ từ nha Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, đấy cho nên là luật thông tư nghị định cũng phải sôi từng từ. Đó. Từ 3 tháng đến à, dưới 6 tháng à, thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp chất lượng ở mức độ nào. Thì đây phương án A là à, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Phương án B là hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phương án C hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phương án D hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy phương án A thì nó có hai giá trị, phương án B cũng có hai giá trị, phương án C có một giá trị, phương án D có một giá trị. Thì đáp án ở đây là hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghĩa là không được xếp à, có từ 6 tháng đến dưới à, từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn được tham gia đánh giá. Đấy. Thế nhưng mà tức là công chức viên chức nghỉ không nghĩ nghĩ này không tham gia công tác theo quy định của pháp luật từ ba à, trong trong một năm từ 3 tháng đến đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện à, đánh giá nhưng không xếp chất lượng ở mức à, nào Đó, thì chúng ta để ý đây là à, mở cái điều hai lên thì cái mở điều hai thì có hai cách cách thứ nhất các em mở giấy ra để các em đọc điều hai trên giấy thì nó rất nhanh còn nếu chúng ta chưa có nó in ra giấy thì chúng ta mở file Thì chúng ta mở file thì chúng ta kích chuột vào mở file Thì trong cái mở file này Thì các em chú ý là cái mở file Thì chúng ta chú ý là các biểu tượng thu nhỏ cửa sổ này Kích chuột vào dấu trừ Kích chuột vào dấu chéo thì nó tắt à, Chúng ta kích chuột vào dấu trừ thì nó thu nhỏ xuống phía dưới này Khi cần thì chúng ta kích chuột thì nó lại mở lên Khi mà chúng ta kích vào dấu trừ cho nó lại nhỏ xuống Kích vào cái nó mở lên Kích vào đây nó nhỏ xuống để chúng ta tra Đấy, để em làm đi làm lại cho các em thấy cái thao tác cho thuần thục. Đây, điều 2 này căn cứ điều hai chúng ta đọc này. Cán bộ công chức viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ à 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. À Chú ý là không xếp mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. À, nghỉ từ uh, 3 tháng đến dưới 6 tháng. Thế còn anh nghỉ 1 uh, tháng, 2 tháng uh, hay là chưa đủ 3 tháng thì uh, vẫn được uh, xếp loại uh, chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Uh, cái khung ở đây là từ 3 tháng là quan trọng nhất. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì không được xếp mức chất lượng hoàn thành tốt trở lên. Chúng ta để ý nghỉ mà chưa đủ 3 tháng nhưng mà là gì gọi là hai tháng bao nhiêu ngày chẳng hạn thì vẫn được xếp ở mức tốt trở lên à, trong cái cái nghị định này là phải soi từng từ đấy từ 3 tháng đến dưới 6 tháng đấy, chúng ta nhân nhấn mạnh định lượng này đã có định lượng là phải soi vào đây thì không được xếp ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thế thì tốt nhiệm vụ trở lên tức là không được xếp tốt này À, hoặc là xếp uh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ à, chúng ta để ý có hai mức thôi thì được phép xếp ở cái mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ à, chứ còn chưa không được xếp tốt và không được xếp à, khá à, xuất sắc nhiệm vụ như vậy có hai mức mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tức là còn một mức xuất sắc nữa ta suy ra là không được xếp mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và à, không được xếp ở cái mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu mà chúng ta nghĩ à, Theo quy định của pháp luật à, Trong một năm Từ 3 tháng đến à, dưới 6 tháng Ê, Như vậy được xếp là hoàn thành nhiệm vụ Hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ Đấy, các em chú ý ta đọc Đấy, như vậy căn cứ vào à, Khoảng 3 điều 2 Để trả lời câu hỏi này Đấy, Thế thì đây đáp án là Hoàn thành tốt nhiệm vụ à, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đấy, các em cần các em tra cứu Các em để bật lên khi không cần tra kêu cứu, kêu cứu chỉ vào cái dấu trừ này dấu trừ nhá tụt xuống dưới. Đấy, thế thì bây giờ giải quyết cái tình huống này căn cứ điều hai, khoản 3 điều 2 thì trong quá trình học bài chúng ta duyệt này không được xếp hoàn thành mức tốt nhiệm vụ. Đây, đây mức này không là là gì, không được xếp ở mức không hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ này là đúng này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Nếu ta chọn C hoặc chọn D thì nó chưa chưa đúng hoàn toàn. À, thì nó, nó chỉ đúng là có một giá trị thôi mà ở đây người ta nói từ tốt trở lên Đó, cho nên c và d thì nó đều là à, thuộc về phương án b hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như vậy chọn phương án b thì nó bao, bao gồm cả phương án c là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và à, phương án d hoàn thành tốt nhiệm vụ cho nên chúng ta phải chọn phương án b hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đây là hai giá trị là không được xếp chất lượng ở cái mức à, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đấy. Thì các em chọn C thì là không chưa đầy đủ, mà chọn D cũng chưa đầy đủ, chỉ chọn hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng chưa đầy đủ. Đấy. Còn phương án A là được xếp hoàn thành nhiệm vụ à, là không hoàn thành nhiệm vụ, mà đây hỏi là là à, không được xếp không được xếp chất lượng ở mức nào. Thì như vậy chúng ta phải chọn phương án B, không được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ. À, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấy, đấy cái câu trả lời như vậy học trên phần mềm của thầy rất tuyệt vời rất nhiều dạng câu hỏi còn khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta ôn luyện rồi chúng ta chúng ta liếc nhanh vào đây chúng ta chọn B ngay và nếu chúng ta còn phân vân thì chúng ta nên à, học cái cách tư duy cái phương pháp làm bài thì chúng ta thấy hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ đây là cái mức được xếp chất lượng đối với công chức viên chức à, mà nghỉ theo quy định của pháp luật trong một năm mà từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì được xếp cái cái mức hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đấy cái phương pháp học trên phần mềm, của thầy rất tuyệt vời. Đó, đó, thầy giáo minh họa cái phương pháp học thôi. Các em vào phần mềm để học. À, các em muốn vào cái mục khác, chúng ta kích chuột mục số một. À, bây giờ muốn thoát ra khỏi phần mềm, chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình, chúng ta chọn nút chọn thoát. Đó, nên là chúng ta thoát ra khỏi phần mềm. Như vậy các em có nhu cầu à, học trên phần mềm vừa học câu hỏi trắc nghiệm phần mềm chỉ dẫn như chúng ta học lý thuyết sau chúng ta tiến hành thi thử để tự đánh giá mình đang ở cái ở mức độ nào để từ đó nỗ lực cố gắng phần mềm thường xuyên được cập nhật các câu hỏi trắc nghiệm luật thông tư nghị định mới nhất để nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên thì học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm online các môn thi ở vòng một là môn kiến thức chung môn tiếng anh À, và và môn tin học thì gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0912 59 56 54 hoặc 094 30 78 123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm thì như vậy trong quá trình học à, các môn ở vòng 1 chúng ta cần tránh hai trường hợp sau đây trường hợp thứ nhất là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học để học đến bao giờ cho hết được trường hợp thứ hai là chỉ đọc lý thuyết không thì nó rất chiều tượng à, mà học câu hỏi trắc nghiệm sơ sài thì chắc chắn kỳ thi diễn ra sẽ bơ ngỡ vì kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức cạnh tranh rất lành mạnh về kiến thức chúng ta phải chuẩn bị tốt để cho kỳ thi chúng ta có thể qua được vòng 1 để có cơ hội thi vòng 2 thì cái phương pháp học tốt nhất đó là gì thì các em vừa uh, nghe video của thầy thì giáo minh họa phương pháp tốt nhất kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm của thầy thầy giáo thấy rằng là thông qua học câu hỏi trắc nghiệm để học lý thuyết tức là phải giải quyết cái bài tập đó để cái phương pháp giải như thế nào cho từng loại câu thì đó là cách học tốt nhất tiết kiệm thời gian nhất mà hiệu quả nhất người ta gọi là học một biết 10 thì khi đó kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì ta cũng làm được thế còn nếu mà chúng ta chỉ học vẹt học chạy show đi tìm cơ hội trắc nghiệm ra đề khác Thì là ta bó tay chống cồn luôn đấy các em chú ý như vậy đó là cái phương pháp sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm theo dõi cái kết quả học tập của học viên và học viên ôn tập trên phần mềm thì giáo thấy rằng đúng là rất tốt thì giáo sẽ à, hỗ trợ cho học viên cái phương pháp học trên phần mềm như vậy các em có nhu cầu gọi điện cho thầy à, theo một trong hai số trên màn hình các em xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký chọn rồi thì thôi thì hôm nay hãy chọn chạm tay vào nút đăng ký chữ màu đỏ này để được nhận video bài giảng mới nếu các em có thể chọn nút chia sẻ cho các bạn cùng xem thì rất tốt Thế còn nếu các em mà chỉ chọn đăng ký thì các em sẽ được nghe video bài giảng theo từng mục và có video bài giảng mới để các em được xem các em được rất nhiều tiện ích để các em ủng hộ kênh của thầy để các em chọn thêm cái nút chia sẻ à, nữa thì càng tốt thì cảm ơn các em thì trong quá trình xem video bài giảng của thầy muốn xem tốt và nét sau khi các em gọi điện thoại cho thầy thì giáo sẽ gửi cho các em một cái đường link qua tin nhắn zalo các em nhận được thế các em chạm tay vào đường link Để các em chọn video các em nghe trên điện thoại. Và lưu ý, nghe trên điện thoại các em nên chọn độ phân giải từ 720p trở lên. Có những em có điện thoại tốt thì cái độ phân giải cao nhất có thể bây giờ có thể cho phép tới 1080p thì xem nó nét. Còn xem trên điện thoại nó nó chữ nhỏ thì các em muốn xem chữ to nó hiển thị trên màn hình thì các em à, à, chạm tay vào cái đường kết nối à, điện thoại và màn hình TV nó có là hình chữ nhật. Nó có các cái sóng sóng lên này, cái góc trên cùng màn hình điện thoại của các em đấy. Các em mở TV các em kết nối thì các em xem video bài giảng của thầy trên TV thì rất tuyệt vời. Thì có thì vừa làm công việc như là nội trợ, trông con hay là làm các công việc khác chúng ta vừa làm vừa nghe bài giảng trên TV được. Thì rất là tuyệt vời, đây là phương pháp online rất tốt để các em nên tận dụng cái công nghệ là chúng ta một lúc làm nhiều việc, à, chứ không nhất thiết là cái chăm chăm ngồi TV vừa nấu cơm vừa trông con vừa dọn dẹp vẫn xem được bài giảng video của thầy Quang rất tuyệt vời. Thế đó là cái cách thứ nhất, cách thứ hai mà các em ngồi trên máy tính thì đương nhiên là máy tính 14 in rồi xem tốt rồi, nhưng ngồi trên máy tính thì các em phải mở YouTube thì sau đó các em là à, khởi động trình duyệt trên máy tính để mở YouTube rồi tại mục tìm của của YouTube đấy. Các gọi cái tên kênh của thầy là THS Lê Văn Quang là tên kênh lúc nào cũng phải có Sau đó ra gọi cái tên video cần tìm Thí dụ à, chúng ta mở Youtube Chúng ta trên máy tính chúng ta gọi THS Lê Văn Quang à, Sau ta gọi câu hỏi trách nghiệm luật công chức câu hỏi rồi sau ta lại gõ là THS Lê Văn Quang câu hỏi trách nghiệm luật viên chức thì cái câu cái đoạn sau đây là tìm kiếm không chính xác thì chúng ta gọi là không cần gõ đầy đủ Để nó vẫn tìm thấy còn cái kênh thêm của thầy phải gõ đầy đủ còn cái tên video cần tìm thì gọi tương đối thôi. Nên ta gọi là tìm kiếm tương đối mà. THS Lê Văn Quang câu hỏi trắc nghiệm à, nghị định 90. Đấy, cái cách gọi là như vậy. Như vậy là các em thấy video của thầy à, rất tuyệt vời. Thì giáo chúc các em thành công trong quá trình ôn tập. Thì các em có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy theo một trong hai số trên màn hình. Thì bây giờ là cạnh tranh nhau kiến thức thì các em nên dành thời gian để học. Thì có kiến thức thì mình sẽ hơn. À, phân loại học viên mà chứ không phải là như là à, nâng ngạch công chức rồi thăng hạng viên chức là thi một một là đậu đâu bây giờ là yêu cầu là phải có số dư thế còn thi tuyển ấy, thì đương nhiên là là phải có số dư đấy thì chúng ta chú ý như vậy để cạnh tranh nhau rất lành mạnh để tìm kiếm việc làm thì giáo chúc các em thành công.